những nơi có từ trường tốt lành, người trong nhà an lành, trẻ em và động vật thích đến chơi đùa. Mảnh đất hay ngôi nhà có từ trường lành là nền tảng để làm ăn kiếm tiền. Chào các bạn trở lại, Hải Toàn kính chúc các bạn tâm thân an lạc. Phong thủy nhà hướng Tây Bắc vận chính. Vận chính từ 2024 đến 2043. Để mảnh đất bình thường trở thành mảnh đất phước, chúng ta tự nuôi dưỡng tâm thức của mình, mở rộng tâm lượng, chuyển mình thành người phước. Chọn được mảnh đất tốt là căn bản, thiết kế bố cục hài hòa, hợp tiện ích và phù hợp sinh thần bát tự của gia chủ để có một cuộc sống an ổn lâu dài. Mảnh đất tốt cơ bản xét theo khu vực, giả dụ nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đáng sống. Khu vực tốt, nhà vuông vắn, quan cảnh bên ngoài ưa nhìn, không phạm hình sát, sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi. Vì yếu tố bên ngoài chúng ta không thể can dự. Khải Toàn xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng Tây Bắc trong vận chính theo Huyền Không Phi Tinh. Hướng Tây Bắc trong vận chính có 5 quẻ. Trước tiên, xin mời các bạn xem lại bài hướng dẫn đo tọa độ và phân cung để biết phương pháp lập quẻ cho ngôi nhà. Bài này Khải Toàn sẽ hướng dẫn lại về phương pháp đo tọa độ. Bài này không bàn về bát trạch hay thuật số khác. Mỗi thuật số có phương pháp luận khác nhau và cách ứng dụng không như nhau. Huyền Không Phi Tinh là thuật số luận về lý khí, tính được tốt xấu trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, trước khi tính lý khí nên chú trọng về loan đầu. Nên ưu tiên hình thể, tức là loan đầu, rồi đến lý khí. Hình thể bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được. Giả dụ bên ngoài nhà nhiều xe cộ, gần nơi kinh doanh quá ồn ào, chính là thanh sát. Mùi hôi là vị sát, đối diện nhà có kiến trúc kỳ quái là hình sát. Vì vậy, dù lý khí có tốt ra sao, khi phạm hình sát, phạm loan đầu sẽ không tác dụng. Nên kết hợp loan đầu, lý khí và sinh thần bát tự của gia chủ. Vạn vật đều có từ trường, thông qua chất liệu, màu sắc, hình dạng. Con người chúng ta cũng thế, nếu vui vẻ sản sinh từ trường tốt lành. Những nơi có từ trường tốt lành, người trong nhà an lành, trẻ em và động vật thích đến chơi đùa. Mảnh đất hay ngôi nhà có từ trường lành là nền tảng để làm ăn kiếm tiền. Nếu nền tảng căn bản tốt thì mọi thứ về sau sẽ tốt, từ gia đạo đến công danh. Phong thủy là phương tiện, không phải thần dược, không thay đổi được nhân quả trong mệnh. Dù một người có dùng bao nhiêu phương pháp phong thủy, có cúng kiến ra sao, nhưng không tu thập thiện qua ba nghiệp thân, miệng, ý sẽ không tác dụng bao nhiêu. Bản thân Khải Toàn đã trải qua nhiều năm như thế, vì vậy khuyến thiện mọi người nên tu tập. Nếu ai quan tâm và muốn dùng phong thủy như một phương tiện lành, thêm một phương pháp phương tiện tốt cho cuộc sống, không thể bỏ qua giáo pháp lành trong kinh. Người có niềm tin vào nhân quả, bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và sách Bước Đầu Học Phật, đây là nền tảng căn bản tích công bồi đức. Nghe giảng kinh và dụng công tu tập, chỉnh sửa ba nghiệp thân, miệng, ý, phát tâm làm lành giúp người là tạo phước đức. Khi ấy tâm thân thanh tịnh, trí lại sáng, truyền lại cho con cháu sự giáo dục tốt lành. Giáo dục nhân quả quý báu gấp trăm ngàn lần để lại tiền của cho con cháu. Xin mời các bạn tham khảo bài Phong thủy nhà hướng Tây Bắc trong vận chính. Bài có gì sơ sót xin mở lòng thông cảm. Trước tiên, mời các bạn xem lại phương pháp đo tọa độ và phân cung nhà. Vẽ diện tích nhà lên một tờ giấy A4. Kẻ chéo hai góc, ta có được trung cung. Tính chiều ngang ngôi nhà chia đôi
ta có vị trí đứng đo tọa độ, ví dụ đây là hướng cửa, ví dụ nhà này 3,5 m, ở giữa là khoảng 1,8 m. Đây là nhà thiếu góc, ví dụ phần trước 4 m, phần sau 6 m, vẫn tính tổng chiều ngang là 6 m, giữa 6 m là 3 m. Đứng giữa chiều ngang ngôi nhà, cách cửa hoặc mảnh đất tầm 3 đến 5 bước chân, dùng la kinh la bàn để đo tọa độ, xác định được tọa độ của ngôi nhà. Quẻ số 1, nhà hướng Tây Bắc trong vận chính, 293 đến 295, 304 đến 307 độ, khiêm hướng. Gần 293 có thể phạm xuất quái. Tại Tây Bắc và hướng Nam, ta có lục bạch và tam bích, kỵ mộc. Hai cung này nên có hỏa. Kỵ nhiều cây cối, giày dép, túi sách và sách báo cũ. Không nên để loa, quạt, ghế massage. Tam bích là quẻ thị phi, nên có hỏa tiết hao. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tây Bắc đại diện cho cha, Tây Nam đại diện cho mẹ, kết hợp với ngày tháng năm sinh, tức sinh thần bát tự để bài trí phù hợp hơn. Tại hướng Bắc và Trung Cung, ta có nhị hắc và thất xích, kỵ hỏa, nên có ít kim. Tại Đông Bắc và hướng Tây, ta có tứ lục và ngũ hoàng, kỵ hỏa thổ, nên có kim. Những nơi có ngũ hoàng, nhị hắc, không nên có bếp, không nên có màu đỏ, không nên có tạp vật. Tại hướng Đông, ta có cửu tử, có thể đặt bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ, cửa khí, nên có núi non sông nước, hòn non bộ nước chảy hoặc là chanh núi non sông nước. Có thể dùng hỏa. Tại Đông Nam, ta có nhất bạch ở hướng thủy, nên có thủy để kích tài, nên có bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ, cửa khí. Tại Tây Nam, nhất bạch ở tọa, kỵ nước. Có thể đặt bếp, cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách. Quẻ số 1, nhà hướng Tây Bắc trong vận chính, 293 đến 295 độ và 304 đến 307 độ, khiêm hướng. Cung tốt ta có hướng Đông, Đông Nam và Tây Nam. Cung không tốt ta có Đông Bắc và hướng Tây. Nhà cửa Tây Bắc, tọa Đông Nam, thuộc mộc, tốt với mệnh khuyết mộc, đa phần sinh mùa thu, dư kim khuyết mộc. Nhà hướng Tây Bắc trong vận chính, quẻ số 2, 296 đến 303 độ, chính và khiêm hướng. Tại Tây Bắc và Tây Nam, ta có thất xích và nhị hắc, kỵ hỏa, nên có ít kim. Nên tĩnh, không nên động. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tây Bắc đại diện cho cha, Tây Nam đại diện cho mẹ, kết hợp với sinh thần bát tự để bài trí phù hợp. Tại hướng Bắc và hướng Tây, ta có tam bích và lục bạch, kỵ mộc, nên có hỏa.
nơi có tam bích, thất xích, nhị hắc, ngũ hoàng, nên tỉnh không nên động. Tại đông bắc và hướng nam, ta có ngũ hoàng và tứ lục, kỵ hỏa thổ. Nên có kim. Nơi có ngũ hoàng và nhị hắc không nên có bếp. Không nên có bếp, không nên có cửa khí. Không phù hợp đặt loa, quạt, máy lạnh. Tại hướng đông, có nhất bạch ở hướng tọa, kỵ nước. Phù hợp để bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ, cửa khí. Hai phương vị này phù hợp đặt tài vị. Tại đông nam, nhất bạch, xin lỗi, cửu tử hội tọa, nên có núi và nước. Có thể dùng đặt bếp, cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách. Trung cung, nhất bạch nhập tù, kỵ thủy. Quẻ số 2 nhà hướng Tây Bắc trong vận chính 296 đến 303 độ. Cung tốt ta có Đông, Đông Nam. Cung không tốt ta có Đông Bắc, hướng Nam. Cửa Tây Bắc, tọa Đông Nam. Quẻ thuộc mộc, phù hợp với mệnh quyết mộc, đa phần sinh mùa thu dư kim thiếu mộc. Quẻ số 3 nhà hướng Tây Bắc trong vận chính 308 đến 310 độ, 319 đến 322 độ kim hướng. Tại Tây Bắc, ta có cửu tử ở hướng thủy, nên có thủy động. Nước hồ cá, nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng khách và cả két sắt. Không nên có nhà vệ sinh. Tây Bắc đại diện cho cha, Tây Nam đại diện cho mẹ, kết hợp với sinh thần bát tự để bài trí. Tại Bắc và Đông, ta có cặp tam bích và ngũ hoàng, kỵ mộc hỏa. Nên có kim. Nơi có ngũ hoàng và nhị hắc không nên có bếp, không nên có cửa khí. Nơi có tam bích nên tỉnh, không nên động. Nơi có tam bích không nên có nhiều cây cối, màu xanh lá, dài dép, sách báo cũ. Tại đông bắc, nhất bạch ở tọa, phù hợp đặt bếp, kỵ nước. Tại đông nam và nam, có cặp lục bạch và nhị hắc, kỵ hỏa. Nên có ít kim. Tại tây nam, có cặp tứ lục, kỵ mộc. Nên có hỏa. Trung cung, ta có thất xích và nhất bạch, kỵ kim thủy. Nhất bạch thất xích là quẻ kim thủy đa tình. Cuối cùng hướng Tây, ta có cửu tử ở hướng kỵ thủy. Xin lỗi, cửu tử ở tọa kỵ thủy. Nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng khách và cả tài vị. Có thể dùng hỏa. Quẻ số 3 nhà hướng Tây Bắc trong vận chính 308 đến 310, 319 đến 322 độ. Cung tốt ta có hướng Tây. Hướng Tây Bắc và Đông Bắc. Cung không tốt ta có hướng Bắc, hướng Đông.
Quẻ số 4 nhà hướng Tây Bắc trong vận chính: 311 đến 318 độ, 326 đến 333 độ, chính và khiêm hướng. Tại Tây Bắc ta có Cửu Tử hội hướng, nên có núi non sông nước, tức hòn non bộ còn, tức hòn non bộ và nước chảy, hoặc tranh sông nước núi non, nên có cửa khí, phòng khách, phòng ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tại Bắc và Tây Nam ta có cặp tứ lục và ngũ hoàng, kỵ hỏa thổ, nên có kim. Nơi có ngũ hoàng và dị hắc không nên có bếp, không nên có cửa khí. Tại Đông Bắc và Đông Nam ta có nhị hắc và thất xích, kỵ hỏa, nên có ít kim. Tại Đông và Nam ta có lục bạch và tam bích, kỵ mộc, nên có hỏa. Tam bích là sao thị phi, nên tỉnh không nên động. Kỵ nhiều giày dép, túi sách, sách báo cũ. Tại Tây ta có nhất bạch ở tọa, kỵ nước, nên có tranh núi, tủ cao, cây cao. Có thể dùng cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng khách. Quẻ số 4 nhà hướng Tây Bắc trong vận chính: 311 đến 318 độ, 326 đến 333 độ. Cung tốt ta có Tây, Tây Bắc. Cung không tốt ta có hướng Bắc và hướng Tây Nam. Trung cung ta có Bát Bạch và Nhất Bạch, không nên có kim thủy. Tây Bắc đại diện cho cha, Tây Nam đại diện cho mẹ, nên kết hợp sinh thần bát tự để bài trí phù hợp kèm với quẻ của nhà. Cửa Tây Bắc, nhà tọa Đông Nam, quẻ thuộc mộc, phù hợp với mệnh khuyết mộc, sinh mùa thu. Nhà hướng Tây Bắc trong vận chính quẻ số 5: 323 đến 325 độ, 334 đến 337 độ, chính và khiêm hướng. Gần 337 độ có thể phạm xuất quái. Tại Tây Bắc ta có Nhất Bạch và Cửu Tử, đây là cung tốt nhất trong vận chính. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, có thể dùng làm cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng khách. Tại đây nên có thủy động. Tại hướng Bắc ta có ba ngũ hoàng, đây là cung xấu nhất trong vận. Không nên có hỏa thổ, không nên có cửa khí, không nên có bếp, nên có kim loại, đồ đồng, hóa sát. Nên tỉnh, không nên động. Hạn chế bàn làm việc, phòng ngủ, phòng khách ngay vị trí này. Tại Đông Bắc và Đông ta có tam bích và thất xích, kỵ mộc và kim. Nên có hỏa. Đa phần những nơi có tam bích nên có hỏa. Nên tỉnh, không nên động. Không nên có giày dép, túi sách, sách báo cũ. Tại Đông Nam và hướng Tây ta có cặp Bát Bạch và Nhị Hắc, kỵ hỏa thổ, nên có kim. Nơi có ngũ hoàng và nhị hắc không nên có bếp, không nên có cửa khí. Tại Nam và Tây Nam ta có tứ lục và lục bạch, kỵ kim, kỵ lung mộc, nên có hỏa. Trung cung ta có Cửu Tử nhập tù, không nên có hỏa. Nhà Tây Bắc trong vận chính quẻ số 5:
323-325 độ, 334-337 độ. Cung tốt ta có Tây Bắc, cung không tốt ta có Bắc, Đông Nam và Tây. Nhà cửa Tây Bắc tọa Đông Nam thuộc Mộc, phù hợp với mệnh khuyết Mộc sinh vào mùa thu. Mời các bạn tìm đọc hoặc nghe trong kênh bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và bộ Bước Đầu Học Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.